Sẽ hướng dẫn em sử dụng con Olympus Muji đời mà 7020 nha. Đầu tiên là bấm on với power là sẽ bật cái máy lên cho mình. Thì đầu tiên các bạn này khi mình bật máy lên nó sẽ hiển thị như thế này, và mình bấm vào phần menu nó sẽ hiển thị ra màn hình chính cho mình. Mình sẽ có thể bấm phần menu xong mình chọn cái phần setting trên máy. Thì cái máy này nó có thể chỉnh được ngôn ngữ. Thì mình em bấm bình thường bấm menu, bấm ở bên trái trước xong sẽ hiển thị vô phần này. Bấm vô đây giúp anh thì nó cho em chọn lại ngôn ngữ. Nó sẽ có rất là nhiều thứ tiếng khác nhau. Nếu em muốn làm khó bản thân thì em chỉnh tiếng Hàn, tiếng Ả Rập gì đó. Em muốn làm dễ bản thân thì em cứ chỉnh sao cho ra tiếng Việt. Rồi có Việt Nam is luôn, yes, very easy. Rồi nhấp nhẹ vô. Ở đây thì khi mình đưa lên nhấp nhẹ sẽ lấy nét, bấm hết là chụp. Rồi cơ bản là mình bấm phải chụp trên những mạng này thôi. Còn nếu anh muốn setting thì giờ setting cái gì? Ok, em bấm phần menu. Sau khi em bấm vô phần, em bấm chữ ok chứ, nó sẽ cho em là cái file là thứ dạng trung bình hoặc là file thấp. Rồi trên đây là cái chất lượng ảnh. Cái này là trăm điểm lấy nét, đó, nó sẽ cho mình chọn. Bình thường em muốn hình hoài cổ hơn á, mà trong những lúc mình tắt flash đi có thể chỉnh ISO lên càng cao thì hình nó càng nhiễu, nó giống phim hơn. Ok. Nhấp nhẹ chụp bấm lại cái nữa. Cái mà em có thể điều chỉnh lúc mà em để cái dấu này hình máy ảnh nè, em chọn cái phần white balance, em chỉnh về cái hình trời nắng. Nó sẽ ra màu nhìn ngã vàng hơn trên màn hình, và nhưng mà lúc ấy hình ra nó sẽ ra hình khá là ấm, khá là nice đó. Ok. Rồi. Bây giờ bấm vô phần menu tiếp, nó sẽ cho em chọn là chọn bộ lọc kỳ diệu. Trong cái phần bộ lọc kỳ diệu này nó sẽ cho mình chọn cái chức năng function trên cái máy, nó khá là soft hay là sao đó. Nó cho mình chọn cái này là ảo nhất này, cái này là giống như kiểu như nó tách nền lên, nhìn giống như kiểu cổ điển hồi xưa luôn. Rồi. Đó, thì nếu mà em bấm, nếu không thích nữa em bấm vô phần ok em chọn lại. Rồi. Ok, em chọn lại là bình thường. Giúp tụi anh. Chọn lại bình thường. Ok. Rồi, cái này là kiểu fish eye. Chọn lắm menu cái chọn lại. Rồi xin sẽ cho em rất là nhiều mod để em chọn chụp. Rồi đây chữ B, chữ B là kiểu cái này là kiểu beautiful, cái này là quay clip, cái này là xem lại hình, cái này là auto nhưng mà quickly. Rồi còn cái này là liên quan tới flash, có thể tắt bật flash hiện giờ. Cái này là bù trừ sáng. Rồi pin sạc bạn này á, khi mà em xài á, em có thể tháo pin ra bằng cách là tắt máy đi, tháo pin ra. Rồi sau khi em lấy cục pin ra rồi thì em bỏ cục pin này vào trong cái đồ sạc phía bên, nên nó có chiều mình cứ bỏ vô đúng cái chiều đó thôi, rồi mình có thể nhét cục pin vô xong sạc. Ok, giờ mình cứ gắn cục pin vô xong mình sạc, khi nào nó đầy á thì mình có thể lấy ra mình sạc tiếp. Đầy thì ở đây sạc khoảng chừng 4-5 tiếng là được, còn thẻ là nó sẽ thẻ SD, anh sẽ tặng cho một cái thẻ giống vậy, chụp được tầm trăm mấy tấm. Đồ lọc thẻ thì anh không có bán kèm nên là thường mọi người nhận được máy thì tụi anh sẽ gửi những cái đường link mua đồ lọc thẻ qua cho mọi người. Nếu có vấn đề về máy thì cứ liên hệ lại tụi anh, máy hoạt động hoàn hảo hết từ A tới Z.